chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui, hạnh phúc. Hôm nay thì Phương Văn hãy trải lòng chia sẻ một chút tâm sự với tất cả quý bà con. Kênh Phương Văn Official thì Phương Văn có thể làm bình luận, có thể chia sẻ cuộc sống đời thường. Và bên cạnh đó thì Phương Văn có cái mảng đề tài là chia sẻ về phần tin tức. Trong cái phần tin tức thì thường Phương Văn chỉ đọc khoảng là 3 đến 4 phút mà thôi. Trong phần tin tức thì khi mà Phương Văn cập nhật cho tới quý bà con, thay vì đọc báo, Phương Văn sẽ trích những cái tờ báo đó, và Phương Văn sẽ đưa thông tin gần tới quý vị khán giả thay cho quý vị khán giả đọc báo, thay vì khán giả chỉ nhấn vô và nghe mà thôi. Thì ngày hôm qua Phương Văn có chia sẻ đưa những cái thông tin mà sau khi xét xử chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đó quý vị khán giả, thì có một vị khán giả gọi là rất là giận Phương Văn và hủy kênh Phương Văn luôn. Thì cái điều này Phương Văn có đôi điều tâm sự với tất cả quý bà con. Đôi khi cái phần tin tức Phương Văn chỉ đưa tin chứ Phương Văn không có bình luận, cho nên khi nhiều tờ báo chí lớn ở Việt Nam, ví dụ như đưa tin về vụ này, đưa tin về vụ kia, vân vân, thì cái phần cập nhật thông tin những báo chí viết hoặc là những cái tin tức gì đó thì Phương Văn muốn chia sẻ đến với quý bà con để nắm được thông tin đó, chứ Phương Văn không có bình luận trong cái phần mà Phương Văn chia sẻ cái thông tin. Còn những cái lúc mà Phương Văn bình luận như thế này thì Phương Văn mới nói bằng cái cảm xúc của mình mới bình luận. Còn cái việc mà đưa thông tin tới cho quý vị khán giả, cái phần tin tức đó, thì hoàn toàn Phương Văn không có tham gia bình luận trong cái phần tin tức. Thì hôm nay có một vị khán giả rất là giận Phương Văn về đưa thông tin của chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Bây giờ Phương Văn xin phép quý vị khán giả đọc cái bình luận của khán giả này, và sau đó Phương Văn xin phép được chia sẻ cái cảm nghĩ của mình về doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Tại vì từ trước tới giờ Phương Văn không có bình luận về chị Nguyễn Phương Hằng như quý vị khán giả. Hoàn toàn Phương Văn không có bình luận. Phương Văn chỉ cập nhật thông tin cho mình, cũng như là nghe đài báo chí và những cái lời bình luận của những người mà người ta chuyên làm về phóng sự. Chứ Phương Văn không tham gia về những cái vụ bình luận của chị Nguyễn Phương Hằng. Sau đây là Phương Văn đọc lời. Có một vị khán giả viết như sau: kết cuộc là Phương Văn có xem và tìm hiểu được vấn đề của chị Nguyễn Phương Hằng hay chưa vậy, mà làm lên cái video này để gọi là tiếp tay cho chị Nguyễn Phương Hằng. Ai là người tiếp tay vậy Phương Văn? Quá thất vọng vì cô, mọi người ai ủng hộ cho cái video này của Phương Văn thì cũng bị mù quáng như một đám tòa án kia. Vì tôi cũng đã từng theo dõi những video mà cô gọi là làm về vấn đề chính nghĩa, nói về chị Hằng Kali đã bị người khác bêu réo, mà tại sao hôm nay lại chống phá chính nghĩa từ cái video này, lại bên vực cho cái đám cặn bã sân si của xã hội. Nó làm được cái gì ngoài môi tiền của nhân dân, của nhiều người u mê mù quáng? Nó còn bao giờ giúp đỡ cho người nghèo khổ, những trẻ em bệnh tim bẩm sinh hay chưa? Mà nó lên để nhảy múa rối tung tăng, rồi nó lại môi tiền của dân chúng. Nó là đám được nó mà có làm được giống như chị Hằng nên xây bệnh viện mổ tim miễn phí cho những trẻ em nghèo khổ, những người không có tiền vào viện, vân vân. Nó có làm được điều đó chưa hả cô Phương Văn? Trả lời cho tất cả cộng đồng biết đi. Và cái bình luận anh cũng viết tiếp theo như sau: vậy theo Phương Văn, bà Phương Hằng bị hại hay là bị tội gì, bà Phương Hằng bị tội gì thì xin cho Phương Văn giải đáp coi. Và tiếp theo anh ấy cũng viết là: vậy là quỹ đăng ký kênh của cô là vừa rồi hen, vì chúng ta không cùng chung ý tưởng. Tạm thời là quỹ kênh. Kính thưa quý vị khán giả, nói về doanh nhân Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta có thể là có những cái điều mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau. Nhưng tới ngày hôm nay thì doanh nhân Nguyễn Phương Hằng
đã bị buộc tội 3 năm tù giam. Thì Phương Văn có cái cảm nghĩ như thế này nha quý vị khán giả. Chị thứ nhất là nói về danh nhân Nguyễn Phương Hằng, thật sự khó có ai làm được giống như danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Tại vì cái tấm lòng của chị ấy rất là bao dung, rộng lượng. Đặc biệt là quỹ mổ tim, quỹ mổ tim giúp đỡ cho những em mà trẻ em bị bệnh tim đó. Thì chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng chỉ làm cách đây khoảng 10 năm rồi. Sau khi trước khi mà cái vụ lùm xùm trên mạng xảy ra, phải nói là chị âm thầm và giúp đỡ biết bao nhiêu người con em đang chờ những cái đồng tiền, những cái tình yêu thương từ mọi người góp để giúp cho trẻ em nghèo mổ tim. Đó là một cái điều làm mà phải nói là hết sức là ý nghĩa, và không có ai ngoài danh nhân Nguyễn Phương Hằng làm được điều đó. Phải nói là ghi nhận tấm lòng vàng của chị ấy. Và thứ hai nữa là Phương Văn rất là nể phục cái tấm lòng mà bao la vĩ đại của danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Là chị ký cho một số bệnh viện về cái quỹ giờ vàng, có nghĩa là chỉ cho một cái số tiền cho bệnh viện nếu như cái trường hợp nào mà các bệnh nhân mà tới cấp cứu mà không có người nhà hoặc là không có tiền bạc trong lúc đó mà cần phải thuốc men chữa trị cũng như là tiền bạc đóng để nhập cấp cứu đó, không có người thân bên cạnh vân vân, thì cái quỹ giờ vàng đó ở bệnh viện sẽ trích ra cái quỹ đó, sẽ đóng tiền cho bệnh nhân đó, là cái quỹ của chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng ký cho một số bệnh viện, gọi là quỹ giờ vàng. Như vậy thì những cái việc làm cho những người nghèo khổ, bệnh quỹ mổ tim cũng như là cái quỹ giờ vàng, phải nói là chị Phương Hằng mới làm được điều đó mà thôi. Phải nói là cái sự ghi nhận đóng góp của chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng không hề nhỏ. Cho nên khi mà lùm xùm xảy ra như việc như thế này thì Phương Văn công tâm mà nói, không có lửa thì làm sao có khói. Thật sự ra bên cạnh chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng thì họ có những lời là kích bác, cũng như là họ có những cái thù hằn cá nhân và những cái lời lẽ xúc phạm đến danh nhân Nguyễn Phương Hằng, làm cho chị ấy không có kiềm chế được lòng mình và đi quá xa, để tới ngày mà chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng vướng vào vòng lao lý. Thì cái việc nào ghi nhận công đức của danh nhân Nguyễn Phương Hằng là ghi nhận, còn chị Nguyễn Phương Hằng vi phạm về pháp luật thì pháp luật trừng trị. Về cái việc đó thì Phương Văn không có bàn tới. Ai sai thì có pháp luật, còn nếu mà ai đúng thì phải ghi nhận, phải mình phải biết cái tấm lòng của họ, ghi nhận tấm lòng của họ. Sau khi chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng thì có những nhà báo Hằng Ni cũng như là những luật sư khác, giảng viên Anh Quân vân vân, thì những người đó cũng đã bị vướng vào vòng lao lý. Thực sự mà nói, khi chia sẻ về danh nhân Nguyễn Phương Hằng, dù cho tới ngày hôm nay danh nhân Nguyễn Phương Hằng vẫn đang bị kêu án là 3 năm tù, nhưng cảm nghĩ của Phương Văn, việc nào ra việc đó, chị Phương Hằng có vi phạm thì chị Phương Hằng sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhưng ở đây Phương Văn, dù sao thế nào đi nữa, Phương Văn cũng rất là quý chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng và nể phục cái tấm lòng vàng của chị giúp cho những người nghèo khổ, những người lang thang cơ nhỡ cũng như là hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đặc biệt là trẻ em nhiều nghèo bị bệnh tim và những người rất là cần cái quỹ giờ vàng để giúp đỡ cho những người cấp cứu trong bệnh viện đó. Thì Phương Văn nói với tất cả quý vị khán giả, Phương Văn không có bình luận về vấn đề này. Từ trước tới giờ Phương Văn không có bình luận. Cho nên cái việc mà chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng đi kết cục ngày hôm nay, giá như chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng biết tiết chế lại cái cảm xúc của mình và đồng thời đừng có lên cộng đồng mạng khi mà chị Phương Hằng nói quá nhiều, ảnh hưởng cho tới những người khác rất là nhiều thì đi quá xa. Nhưng cái trong sâu xa chị Phương Hằng đi quá xa, như chị Phương Hằng cũng đã nói trước tòa, là do những người khác tìm cách hãm hại chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng và có những lời lẽ kích bác,
làm cho chị không có kiềm chế được lòng mình, thành ra đi quá xa đến việc mà dẫn tới vi phạm pháp luật. Còn cái việc làm của chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng thì quý bà con thấy là bao nhiêu người cảm ơn, bao nhiêu người phải nói là cả gia đình của người ta đội ơn chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng vì đã cứu người ta thoát khỏi cái cảnh mà mất con, cũng như là cái quỹ mổ tim giúp đỡ cho trẻ em bị tim bẩm sinh, không có tiền, rồi không có tiền đi viện. Đó, thì việc làm của chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là tất cả quý bà con cũng như là cái người mà được hưởng cái chế độ chính sách từ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, họ sẽ ghi nhớ công lao của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng suốt cuộc đời này. Và Phương Văn, dù cho chị Phương Hằng có bị pháp luật vướng vào vòng lao lý như ngày hôm nay, nhưng đối với Phương Văn rất là quý tấm lòng vàng của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Khi em nói như vậy thì tất cả quý vị khán giả cũng biết rồi, ai sai thì có pháp luật trừng trị, còn ai đúng thì cũng phải ghi nhận tấm lòng vàng của người ta. Chị Phương Hằng chỉ có hai việc mà không phải ai cũng ghét bỏ, mà cũng không phải ai cũng không còn thương yêu. Đó, những gì chị làm sai thì có pháp luật trừng trị, những gì chị làm lay động lòng người, giúp đỡ biết bao nhiêu trẻ em bệnh tim cũng như là những người nghèo khó với cuộc sống vất vả, vân vân, giúp cây nước cho những người bà con vùng sâu vùng xa, những nơi mà thiếu nước, vân vân. Đó, thì Phương Văn nói như vậy tại vì Phương Văn xin phép, trước đây Phương Văn không có bình luận về chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Còn hôm nay thì Phương Văn sẵn đây tâm sự với quý khán giả. Tất cả những thông tin mà Phương Văn chia sẻ về tin tức thì cập nhật từ báo chí, cũng như là có những cái tờ báo lớn, có những cái phóng sự, Phương Văn tập hợp lại thông tin nhằm chia sẻ với quý bà con, cập nhật thông tin thay vì trên YouTube cũng như là quý vị đọc báo mất thời gian, thì Phương Văn xin phép cập nhật thông tin như vậy. Và vừa rồi thì cũng cảm ơn khán giả rất được giận, tại vì khán giả luôn ủng hộ chị Hằng Kali cũng như ủng hộ chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Thì Phương Văn nói là ở đây khán giả có quỹ kênh hay không, thì Phương Văn cũng cảm ơn một lần để vào lắng nghe Phương Văn chia sẻ. Chứ Phương Văn ở đây, Phương Văn không có bình luận gì chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, cho nên mong tất cả quý vị khán giả thông cảm. Và cảm ơn khán giả cho Phương Văn biết là Phương Văn không có làm gì sai trong việc này, để cho khán giả hủy kênh cũng như là quý vị khán giả không bằng lòng về việc Phương Văn chia sẻ tin tức. Đây chỉ là cái việc mà cập nhật thông tin để cho quý vị khán giả nắm bắt được cái tin tức thời sự mà thôi. Một lần nữa Phương Văn chân thành cảm ơn quý cô chú bác theo dõi kênh Phương Văn Official, nhiều mảng đề tài khác nhau về bình luận, về tin tức cũng như là về chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.